Bây giờ chúng tôi đi ăn cơm nhá. Cơm no này, 368 này. Đây là cửa hàng cơm, gọi là nhà hàng cơm ở chợ hải sản Cát Bà. Nhà hàng cũng cực kỳ nhiều món này. Ôi trời ơi, nước đậu này, nộm sứa này, hàu này, mực là đây đúng nghĩa là nhà hàng cơm tự chọn nhá, khách muốn ăn món gì thì lấy món đấy và sau đó là tính tiền. Đây là chủ nhà hàng rất là bận. Mấy hôm nay thì anh em thợ thuyền người ta đã về nghỉ rồi. Không thì cái giờ này là đã trực cứng khách. Còn thời gian giờ là 11 giờ. Bây giờ cái anh áo đen kia là chủ nhà hàng. Chị áo đen này, hai chị áo đen nha. Cả chị áo hồng nữa. Vậy gọi.